Biết sao không? Nhưng mà trong chuyện Sơn Sao? Tân cưới được Mỹ Nương, còn ông không cưới được ai hết trơn Ôi á. trời, Mỹ Nương. Mỹ Nương là ai? Phong không cần Mỹ Nương, ông chỉ cần Sammy thôi. Tên 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 ta không sợ cái đâu. Chào mừng các bạn đã đến với video Bạn Trai Tôi Là Động Vật. Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chào mừng các bạn đã trở lại với video Sinh Tồn Trên Đảo, nhân viên bản cặp đôi Hero Team. Ủa gì à? Trời ơi, chưa kịp làm gì hết trơn nữa. Ê, đừng phong với ông làm. Giờ tính ra tụi mình đang ở trên đảo hoang luôn á. Và hôm nay thì tụi mình gọi là gì ta, có đủ đầy đủ tất cả cặp đôi Sim Kai, Phong Sam và Ruro đấy. Lúc đầu tôi định rủ thêm chị Camui nữa, nhưng mà sợ mấy bạn gọi là bảo Simi gọi là cho chị Camui ăn cơm tóa nữa. Đó, đấy, nên hôm nay tôi quyết định rủ tất cả cặp đôi của Hero Team luôn. Đấy, okay. Và hiện tại các bạn à, mình với tất cả các cặp đôi đang ở ngoài đảo hang á mọi người. No, cái gì mà vậy? Ô, rõ ràng đi du thuyền sao quá, sao quá. Bây giờ nhìn là, của đến đến đoạn sợ chưa? Đến đoạn sợ. Sợ rồi. Đó. Sợ dữ chưa? Nhưng mà lần này đây các bạn không? Là sợ đó. Nhưng mà các bạn biết sao, chưa tới hè mà tụi tôi đã quyết định mặc gọi là áo bơi với gọi là gì ta, quần bơi hết trơn rồi để đón một cái mùa hè gọi là nồng cháy mọi người trong gọi là gì ta, cái thế giới Minecraft này. Ok, và nhiệm vụ của tụi mình hiện tại là sẽ gì ta, câu viết block này vô à. Trời đất ơi là trời. Đây mọi người. Em ơi, nhìn mình nè xem. Đâu? Nhìn mình nè. Nè nè, nhìn nè, mình câu được cái gì ra coi nè. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa câu được cái gì vậy? Đó đâu? Dính con mực, nhưng mà con mực nó sỏng dây nó bay đi mất tiêu rồi. Giờ anh câu được gì nè xem. Đâu anh câu được gì vậy? Chạy đi đâu? Chạy gì vậy? Ủa sao đi được? Ủa sao đi được trên nước vậy? Ủa? Ảo hả? Trời đất ơi, rô hắc đúng không? Anh ơi, cái gì mà mới vô mình hắc mát rồi đây, tôi sẽ câu hỏi. Mà anh bơi đàng hoàng mà trời, tôi biết bơi, tôi bơi lên cái đồ. Ghê vậy? Phải có một con cá mập ở bên dưới thì nó mới hồi hộp, hiểu không? Trời ơi, tôi với cô Bi nữa không? Hai người dân miền Tây, hiểu không? Xuống bơi bình thường nữa, hiểu không? Trời ơi, ghê quá. Rồi, xong. Rồi, cái gì mà xuống bơi cái nước mưa. Ui, các bạn ơi, nhìn này, may lắm, nó đen xì luôn mọi người, ghê quá. Trời ơi, tối nhanh quá vậy. Trời ơi, các bạn, hiện tại do mình đang cài xây đỡ mọi người. Trời ơi, ủa cái gì vậy? Ghê quá. Trời ơi. Ờ rồi mình bật thôi. Ơi, mọi người ơi, ở trong mấy cái hộp này có đồ quá nha. Đâu đâu đâu. Xem nhìn là xem, trong cái thùng này có đồ á. Ồ, trời ơi, mấy cái đồ đâu ra vậy? Wow, hay vậy, hay nha. Em mọi người, em đang thấy ở bên kia là có một cái ui ghê vậy, sống chết kìa. Xem ơi, xem ơi. Sao chưa hồi siêu nhân sống xét vậy? Không phải là em nha. Em mọi người, bây giờ em thấy gọi là gì ta? Ở bên kia có một cái đảo gỗ kìa mọi người, hay là tụi mình qua đó đi. Bây giờ ai bơi qua đó đi. Ai bơi qua giúp em được không? Cho em là không biết bơi. Gấu tuyết không biết. Bây giờ mình đặt bờ lóc đi. Bây giờ mình đặt bờ lóc đi. Trời ơi, chị Quy bơi kỳ quá Quy. Là mình phải đi qua này chứ. Đúng rồi, đây. Có con cá mập. Bơi chứ sợ gì, trời ơi. Trời ơi. Sam ơi, Sim ơi. Hai bạn ăn cái này nè. Ồ, khoa mà ăn cái này ngon không? Ngon không? Ngon á, ngon lắm á, cái này ngon lắm, ăn thử đi. Ủa bà rồi, cá nướng á, tôi mới nướng á. Ngon vậy? Tôi chưa đói. Không có ăn được. Rồi tôi ăn thử coi. Thôi, vậy để tí nữa ăn. Không. Bỏ dạ. Rồi, xong xin rồi, ông giác rồi. Rồi, dở quá. Không, cái này là tại Simi nước quá, Simi nước có chai lừa đâu. Em thấy ảo giác. Em thấy ảo giác mà. Tôi ghét Phong cận mà ơi, tức ghét. Ê, tụi mình có phải là một đội không vậy? Hả? Hả? Tụi mình có phải là một đội không vậy? Chứ giờ tôi với bạn bao giờ là một đội với nhau đâu. Ồ, vậy hả? Rồi, ok, để coi. Ok, và nhiệm vụ lần này của các cặp đôi đó chính là mỗi người, mỗi đội phải xây cho mình một ngôi nhà. Đó, ôi trời ơi. Đó. Không, mà xây nhà càng cũng cái nhà hơi bị căng. Hoặc, ba cái nhà hơi bị căng nha. Hoặc là một cái thuyền riêng, một cái thuyền và trên đấy trang bị nhiều thiết bị. Đó, nhiệm vụ các đội. Nói chung là mình phải xây ra những cái khu đất khác nhau mà. Ý chị nghĩ mà. Đúng solo rồi. Ok, bây giờ cây. Vậy giờ mình chỉnh cái độ sáng tạo mình xây thôi. Cái gì á? Tụi mình đang ở đảo mà sao chơi ấy được?
Trời ơi, giờ xây nhà nè Phong ơi, tới đây xây máy ấm nè Phong ơi. Tôi đang ôi, Sim ơi, Sim ơi, Sim ơi. Ừ, gì dạ. Chị thấy đối diện mình có gì không? Ồ, một cái đảo gì ta, một cái đảo liên quan tới The End mọi người. Ok, như Sam đang gọi là build cho mình một cái gọi là đảo riêng này mọi người. À, một cái thuyền riêng. Không em, đây là máy ấm của chị, em hiểu không? Còn Phong cận xây khác đi. Mệt của tôi giận lắm rồi. Ủa, tôi giận rồi. Ai vậy ông vậy? Ông đi chơi la cà không lo chịu làm ăn hết trơn thôi, giận rồi, bossy. Ủa gì vậy? Tôi đang làm, tính ra tôi đang làm, tôi đào than, tôi đào đồ mà không thấy gì thôi nè, tôi làm thuyền nè, tôi bơi nè. Đây đây bây giờ đi. Mình với Kai sẽ qua đây trước nha mọi người. Ồ. Ê ông Trang Giang nha, không chơi mà có vụ mà đặt cái lóc đĩa thuyền qua nha, không có vụ gì nha. Alo. Ủa, không cho đi thuyền luôn hả? Đúng rồi. Làm gì? Tôi lấy cổ rồi, tôi làm thuyền tôi qua thôi. Trời ơi. Chị Go, chị Go, chị Go qua đây, chị Go định lấy hết rồi khoáng sản nè. No. Giành đi mọi người, giành đi. Không được. Giành đi, giành đi, giành đi, nhưng mà làm sao giành được, bởi vì chỉ có một mình Phong là có cúp đá thôi. Ê. Đi thôi, Phong đi thôi. Đây để xem để. Sim ơi đào đi Sim ơi, Kairon không cho Phong đào. Bạn nghĩ mình đánh lại mình không? Hả Kairon? Kairon hả? Ây á, Shiro bây giờ theo phe của Kairon luôn đúng không? Đồ cứu tôi với, tôi bị lọt khổ rồi. Cứu tôi Phong ơi. Giành, giành, giành đồ, giành đồ. Từ từ, ông Shiro ông đánh tôi nè. Trời ơi, còn tôi bị chị mố nè, cứu tôi đi. Trời ơi, mệt quá. Rồi, Sim lấy được đồ rồi Kairon, Sim lấy được khoáng sản rồi. Anh là Sim ơi, rồi. Trời ơi, đánh nhau không à. Giờ chia ra nha, mỗi người đi một đường, mỗi người một hướng. Chúng ta không còn là anh em gì cả. Được, nếu mày đã muốn như vậy rồi thì chơi thôi. Rồi, rồi. Ok. Nhớ đó. Rồi, xin lấy được 6 cục sắt rồi Kai ơi. Chỉ là đánh nhau ơi. Xem tiếp đánh nhau xong rồi dừng chế độ xong chị chọn chế độ La Mã nha. Rồi ai chọn chế độ gì chơi nha, chị là chế độ La Mã nha. Ok. Ủa chị La Mã hả? Trời ơi. Đúng em là gì? Em là Ấn Độ. Đấy, ok. Em Ai Cập, Ai Cập, em Ai Cập. Đó, chị rồi, chọn chế độ Ai Cập. Bây giờ nha, chị quy định là chơi á là phải nghiêm túc. Ai mà gọi là chơi chỉnh thành chế độ sáng tạo làm phù thủy là sẽ suốt đời làm con bò. Đó. Ủa sao lại làm con bò không? Ủa? Là con khác là làm con bò. Ủa sao lại làm con bò vậy Phong Cận? Ủa gì cười à? Thì không biết cái chỗ mà làm con bò là nghe nó sợ rồi. Rồi với Sigo chế được cái thuyền bay vòng vòng kìa. Trời ơi, có Phong Cận mà. Trời đất ơi, cặp đôi. Cặp đôi real quá nha, chơi gì chơi bơi thuyền liên tục vậy. Rồi, ok. Lấy đồ. Buồn với mấy bạn, nhưng mà mình đã có được rất nhiều đồ của người rồi. Mình sẽ tranh thủ xây nhà. Ghê dạ. Nhà của mình sẽ là đẹp nhất. Rồi, khoan, cái. Hay là bây giờ xin với Kai qua đây chiếm cái đảo luôn đi. Nè cái đảo đó. Để tôi. Cái đảo ấy chắc không có gì đâu. Mẹ nó có giờ em. Không ơi, qua chiếm đóng quay có gì không đi. Gì vậy? Ủa gì vậy? Hả? Trời Phong mới đánh cay mất hết mấy cây máu luôn á. Trời ơi Phong ơi, bạn đừng có gì là gọi là chọc gọi là cây răng của tôi nha. Chết ra. Mẹ không ai chọc luôn á. Người ta chỉ đang gọi là chiến đấu thôi, người ta dành lấy sự sống. Qua đây tụi mình có giường cho tất cả các thành viên ngủ luôn nè. Đây bây giờ tôi đây bây giờ tôi Sigo nói chuyện đi. Sao Sigo không nói chuyện vậy? Anh bị ủa Sigo bị tắt mic rồi. Trời ơi. Anh bị câm đúng không? Để em tôi thấy là bình thường nè. Tôi thấy được là Sigo à, lộn, mình đang nghe Sigo la bên phòng mình nhưng mà đây rồi. Ôi, giường đẹp vậy. Xin rồi bây giờ xin mời tất cả ai ơi có xô nước không Kai cho anh xin Kai không biết trời ơi giọng nó quá giọng ngầu quá trời ơi không đi đâu đã biết xô nước không Kai cho xin đi Kai ơi giọng không có giọng anh đang real life của anh ơi khoảnh khắc cảm lạnh sự thật chỉ có một hả kêu sao á hiểu hiểu nào nghe thấy nhạc thì tôi mới nói theo như những bằng chứng đưa ra thì từ nãy đến giờ cô Sammy đã nói rằng tôi là một người đã xúc phạm cô. Nhưng không, xin chia buồn cùng cô. Cô là một người đã mắc bệnh nghiêm rất là mãn tính. Trong khi đó nhân chứng của cô lại là một người hâm mộ anime. Một người hâm mộ anime thực thụ. Bởi vậy cho nên cô ta không có quyền được làm nhân chứng. Trong khi đó, đối với một con nghiện rất là như cô thì cô không có quyền công dân để có thể cãi tôi ở đây. Tôi là một dân trí thức, tôi đeo kính mà. Bởi vậy cho nên mọi lời nói của tôi đều là đúng. Xin bồi thẩm phán. À, cái gì ta, cái gì? Anh chứng tỏa án, hãy đem lại công bằng cho tôi. Tới. Chỉ có một cô Sammy à. Chị sao?
Rồi hình như có vẻ là các cặp đôi đang chia ra xây cái lãnh gì ta, cái lãnh thổ của bản thân của mình đó mọi người. Trời đất ơi, cái gì mà dữ vậy trời. Cái bây giờ trời mình... ơi sao Sim xây cái nhà gì phèn quá vậy. Cái ngon cái xây đi. Tôi với Gu xuống địa ngục rồi. Ủa cái gì vậy? Ba người bị mà xuống địa ngục luôn hả? Sám ơi gì vậy? Sám ơi, bên này Phong mới kiếm được cái gì bên dưới nước nè. Đâu Đây, hình như là một cái đinh ba. Ôi, trời ơi, qua nhọt bên kia liền, qua em búa kiếm bên kia liền. Ôi ơi, để qua, Kairo nãy Kairo tính làm gì mình hả? Kairo làm gì mình hả? Ôi, nè, đâm ý rồi. Vậy hả? Nè, chơi đi, chơi đi. Dù không có gọi là đánh Sim nhưng mà em cũng không đánh Sam lại đâu, tại em không có chơi mất dạy đâu mày. Xạo nè ơi bạn móc mày nè đó. Mình dạy á, mình chọi mèo Sim ơi mà sao mày chơi kỳ quá vậy Kai ơi. Bạn nghĩ mình sợ chắc quay thì làm sao người ta bắt nạt Sim không cả. Trời ơi Kai đừng chơi cháu Sim. Trời ơi. Ơi, Phong e ông như là thần biển vậy Phong, nhìn đúng đỉnh luôn á. Thì hệt như là to luôn á, thấy tôi à, nhìn tôi là tôi chọi này nè đó, xong nó bay ngược lại nè. Ờ cái này là gì ta? Aquaman. Đó, Aquaman. Quay về với ta đâu. Quá ngầu luôn. Ê khoan, mọi người biết sao tôi nghĩ người Aquaman nhất trong cái team này là Ru với đâu á. Trời ơi, sống gì mà sợ hay. Thật sự là hai người đang ở đâu vậy ạ? Cho hỏi hai cặp đôi đang ở đâu vậy ạ? Trời thì tôi đã không thấy hai cặp đôi đang ở đâu ở luôn á. Ôi tôi đang ở dưới địa ngục. Hai người Sam ơi, Sam muốn không xây cho Sam cái gì nè, Sam nói đi. Xây cho Sam cái biệt thự nhỏ nhỏ thôi nha. Biệt thự nhỏ nhỏ đúng không? Được đúng thôi, Aquaman làm được hết. Hỡi các dân thường, dân cá. Cái gì ta? Hỡi các con cá ở dưới biển, hãy giúp ta xây ngôi nhà này nào. La la mọi người ơi, chuẩn bị đi Sim ơi. Chuẩn bị Sim, em có căn nhà dưới địa ngục này Sim ơi. Kai ơi, tao bắt nạt Sim. Yên tâm, Sim cứ an tâm xây nhà, còn lại để Kai đó. Bạn dám đánh Aquaman luôn hả? Sim ơi, bắt nạt lại Phong luôn Sim. Trời ơi, bắt nạt sao được Sim. Ở đây anh ơi, Phong cầm cái cây phóng cái Sim chắc. Ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Gì anh? Cái sấm sét thần mưa. Hãy nghe lời của ta, thấy không? Trời mình mưa lại hay không? Được không anh? Sim, biết giống nhiều Sim. Mình đi lên trên được không anh? Chứ đây ghê quá. Sao tình Sim sao nhìn giống Sim với Thủy Tinh quá kìa. Sao tình Phong Thủy Tinh nè. Hỏi cây ra chàng mình lặn được ở dưới nước nè. Mà làm gì được mình? Ồ, Phong lặn dưới nước rồi Sam ơi. Trời ơi, gì vậy? Ủa, từ bình tĩnh Phong ơi, đừng Phong ơi. Tôi còn chết vợ, tôi là người con với người con của đất mà. Ông làm gì kỳ vậy? Trời ơi, tôi là thần mưa thần gió đúng không? Cho nên bà thấy tôi mới vừa quăng cái đinh ba cái thôi là sấm chớp hiện lên luôn coi nè. Ủa hết rồi. Hết mưa. Trời ơi. Hai tôi xây nhà Phong ơi, đừng cho ông được rồi xây nhà. Tôi đúng cả cái đó. Tôi đánh cái đó thì Sam ơi. Rồi mình lấm đồ mình xây nhà Sam ơi. Trời ơi. Tôi thấy là cái đội Sơn Tinh các bạn ác quá, không có giống trong truyện tranh gì hết trơn á. Sơn Tinh gì mà ác quá trời luôn á trời. Thủy Tinh xin mời. Alo, Thủy Tinh là con thỏ sống trên rừng, còn mình là con cá heo, mình sống dưới nước đúng rồi. Trời ơi, tôi không ngờ là cá heo ác độc như vậy á mọi người. Đó đi tàn sát người bạn thân của mình đó mọi người. Trời ác quá. Các bạn không biết cá heo là ác nhất thế giới. Ủa vậy là bạn làm gì coi? Không, thật ra con cá heo nó chỉ ép khi mà nó là linh vật của mình thôi. Ai? Rồi, Sơn Tinh xuất hiện. Thủy Tinh xuất hiện. Không sao, Sim cứ xây nhà đi. Cây ra cây khiêu chiến đi. Ủa, Sim ơi, cây lại cái đinh ba của Phong rồi. Chết rồi. Oh my god, trời ơi. Thôi không sao, cây hãy bảo vệ Sim hết mức có thể đi. Trời ơi, có phải mạnh mạnh bằng cái đinh ba của mình không? Ủa, đinh ba Phong của anh Chen. Đinh ba của Phong của anh Chen. Quay về với ta. À, in ba các bạn chỉ chọi được một lần thôi. Bạn làm gì mình? Bạn làm gì mình? Quay về đi ra đặt ba. À, quả đúng rồi, anh sẽ xây cho em một cái nhà đẹp nhất.
Rồi bây giờ tụi mình cùng bắt đầu xây nhà thôi. Cho chị qua chị ở chung với em được xây nhà không mẹ cho xuống chung đi chị phụ. Tôi thấy hai người là hai người kết hôn với nhau vừa đi. Trời đất ơi là trời. Xạo nè. Xạo. Thôi được rồi chị ơi. Giờ giờ xây nhà. Thôi bây giờ về nhà đi. Bây giờ về xây nhà giúp xem gái đi. Về với cuộc sống thường dân của bạn đi hỡi sơn tinh à. Thiệt cái buồn quá. Bây giờ để cây xây cho Sim cái gì ta? Nhưng mà không biết sao. Cái bãi đất để Sim trồng lúa đâu nha. Cái à mình nói bạn nghe nè, bạn biết sao bạn thua mình không? Tại bạn không nhìn địa điểm đánh nhau. Mình là sơn, mình là bạn là sơn tinh nhưng bạn lại đánh nhau dưới biển với thủy tinh. Xin lỗi. Bạn sai ngay từ bước đi đầu rồi cái à. Sao không? Biết sao không? Mà trong chuyện sơn tinh cưới được mỹ nương còn ông không cưới được ai hết trơn. Ôi trời, mỹ nương. Mỹ nương là ai? Phong không cần mỹ nương, ông chỉ cần Sammy thôi. Đáng yêu quá à. Cái bây giờ cây xây giúp Sim mấy cái chỗ để Sim xây nhà nè. Chỗ cái nhà Sim nó nhỏ thôi, nhỏ luôn á. Đây, cây đang cây, cây đang có cái xây nè. Rồi, bây giờ cây xây. Ôi, cô Bi có nhà rồi nha. Nhà đâu vậy? Anh xây ở chị cho tâm quan đi, cho tâm quan đi được không? Tỉ xong lúc tâm quan. Không, tụi tôi hết xa lắm, tụi tôi với địa ngục lận. Hả? Đi xuống tâm quan chứ nhiêu đâu trời. Vậy là bác quyểm xuống tâm quan được không? Sao mà tôi thấy video này giống kiểu có bốn người hả? Không thấy mấy ông bà ở đâu luôn á. Trời, tụi tôi đang xuống địa ngục nè. Tụi tôi đi làm đi, tụi mình đi chứ tôi đâu có đi kiếm chuyện trời. Trời ơi, đây đâu phải đi kiếm chuyện. Đây là người ta chiến đấu vì gọi là cuộc sống miếng ăn cơm áo chứ chiến đấu gì kiếm chuyện gì trời. Nói chứ chuẩn nha. Trời ơi. Sam ơi, Sam ơi, Sam muốn cần block để xây nhà không? Có, tôi đưa cho ông hết trơn rồi đó. Tôi làm việc nhà nhẹ nhàng thôi. Tôi câu cá tôi đi chơi rồi đó. Còn ông xây nhà đi. Rồi đúng không? Rồi đợi không. Bây giờ cái nhà của mình thì mình nghĩ mình sẽ cha, mình nghĩ như này cũng khá là được. Bây giờ mình sẽ gọi là để mà hãy nhìn nè, hãy nhìn bên chỗ của mình nè. Hỡi các thường dân ở dưới biển, hãy nghe lệnh của ta, hãy đem vật phẩm đến cho ta xây nhà. Đó, thấy không? Nguyên con rùa bơi lên, thấy không? Cái gì vậy? Rùa bơi lên nè. Ôi gì ghê vậy? Ủa kìa, thấy không? Ủa kìa. Đó, thấy không? Ghê không? Trời ơi. Rùa chạy cái chân nó chạy nhanh không? Ủa sao nó qua đây nè? Nó qua đây nó bắt đầu cái ron cái nè, xong nó đi nè. Ủa rồi. Đâu. Tôi thấy rùa đẻ mình dơ đúng không? Chứ nó chạy kì vậy. Rùa mình dơ, rùa chạy kì. Thôi rồi, Sam xây nhà đi Sam. Nói chung là con rùa này của tôi nó đỉnh lắm. Rồi nó qua bên nhà Sim, nó đốt nhà Sim nè. Ôi da. Gì rùa kì vậy? Rùa đi ngang rồi. Trời đi rùa. Dạ con rùa. Bạn bạn bớt kêu kêu đồng bọn của bạn qua phá nhà mình đi nha. Tôi thấy là rùa bạn nó cũng 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 giống bạn rồi đó. Ok. Bạn sợ đúng không? Bạn sợ đúng không? Bạn đây, thấy rồi, đâu rồi, đây. Bạn thấy rồi là đàn em của mình dưới biển đông quá rồi bạn sợ đúng đây, không? Đây không, kim cương này ông lắp cái nhà cho tôi đi. Kim cương cứ nhà tôi thích nhà cái này là người ta gọi là gì ta? Khi người Bình Dương có đàn em nè các bạn. Ủa quá. Đại ơi công nhận giống nhau. Trời đất, ủa xem qua. À không, gì vậy? À không, tự nhiên mình thấy Phong cận mình cướp mình lấy xíu đồ không có gì đâu. Phong ơi, mình nói bạn nghe nè, bạn là thủy tinh đó. Bạn là thủy tinh, mình là sơn tinh. Ủa? Mình sẽ kêu đàn em của mình tới. Biểu bố ơi, mình kêu đàn em của anh tới nè. À vậy hả, hãy xem đây, thủy thần rùa tiến lên. Tên, ta không sợ cái đâu. Ủa sao kêu thần rùa mà nó có nhà adventure không nội? Ủa gì vậy Kai? Ủa sao cái biết thành con lợn rồi? Ủa cái gì vậy? Ờ, cái này là con lợn. Cái này là đàn em của Kai. Đàn em của Kai tới đây để đưa cho Sim Kim Cương. Trời ơi, đỉnh quá. Trời ơi, vậy bạn không biết rồi. Bạn không biết rồi, trời ơi. Con heo mà xuống dưới biển á là con heo nước rồi. Rồi em không có biết cái gì hết trơn á. Người ta gọi cái đó là thần rừng với ai gọi là con lợn trời. Đúng. Ê Kai, Sam ơi, sao bạn trai mình biết thành động vật hết trơn kìa? Ai biết đâu Sim. Để Kai, thôi được rồi, để Kai kêu, để Kai nó đi về. Trời ơi. Bay đồ con heo bay. Thôi rồi thôi, đâu đây có gì ra đâu đây. Mấy ông bớt sao họ là biết thành động vật đi. Trời đất ơi là trời. Sao họ là tiểu phẩm, sao họ biết thành heo, biết thành lợn mà. Nãy giờ Kai đứng bên cạnh Sim mà, có đâu. Ủa gì hả? Công nhận một điều nha, là ông ngồi trong phòng cần ngồi chiều múa chứ không xây nhà. Tôi buồn các bạn ơi, chứ ông múa nhiều vậy Phong. Cảm ơn các bạn đã đến với video bạn trai tôi là động vật. Trời ơi, tôi buồn quá vậy, tụi mình là con người thôi hả? Rồi, đây, bây giờ nãy trừ là giỡn liên tục ở đây. Bây giờ tôi mới thật sự là bây giờ bắt đầu mới xây nhà, mọi người. Bây giờ mới bắt đầu làm video mọi người. Đây, ok, bây giờ mình... Bây giờ mới bắt đầu làm video, anh nãy chờ mấy ông nội kêu biết mình động vật không quá. À. Đấy, không ok. Rồi, ok ơi,
ơi, xin đói quá à. Giờ sao giờ xin đói quá trời luôn á. Chịu hồi heo hồi nãy cho xin ăn thịt đi. Đây xin... Đây xin nãy cây có câu câu cây nãy cây câu được mấy con cá xin rồi đã. Trời ơi. Tại sao mày dám ăn cá con của mình? Ủa? Thì bây giờ con của ta. Xin lỗi. Trời ơi. Gì ta cây ơi, giờ giao dịch trong cây. Giao dịch đâu? Giao dịch. Gì? Giao dịch đó hả? Giao dịch. Không giao ông dịch, đi giao đi ra giao dịch nè. Bây giờ chị ăn lúa và giao ăn mì về mình đội ba cái bánh thịt ba cọng lúa đi. Đây được. Ok, rồi, xin lỗi. Nói chung á là mấy người đàng hoàng á thì cây với sim gọi là ok thôi. Ok, ăn thịt nha, tiếng keo, có mì ăn rồi. Cảm ơn. Ủa? Cái thịt đó là thịt của con heo hồi nãy tôi bắt của bạn á cây. Ủa ba ơi. Ờ chị Hai nè. Sim có thể cứu em đi, cái địa ngục em sắp ngẫm rồi. Được Siro bảo kê dữ lắm mà em, tự Siro bảo kê dữ vui lắm mà. Yên tâm có anh bảo kê nha cô ơi. Nào em muốn đi lên. Em muốn đi lên. Em muốn sống là con người biến cả. Trời sao tôi nghe Ruby đâu khổ dữ rồi tao của anh ơi. Anh làm sao đứa em của em nó khóc dưới địa ngục luôn vậy anh? Trời ơi, anh có thể cho đứa em em sống trong con người bình thường được không anh? Trời ơi, anh đang cho luôn một cái cuộc sống khá bình thường ở dưới địa ngục à. À thì có địa ngục đâu có bình thường đâu. Bình thường bên dưới địa ngục. Bình thường ở dưới địa ngục. Một ngày bình thường bình thường nha. Một ngày bình thường dưới địa ngục nha. Trời đáng sợ rồi. Rồi ok thì hiện tại là mình với Kai đang xây trong cái mái ấm rất là cute. Mọi người dù ngôi nhà không có to lắm nhưng mà rất là ấm. Kai Kai chợt nhận ra là giờ Kai không có còn gọi là muốn gọi là solo phong nữa. Giờ Kai chỉ muốn yên bình vậy thôi chứ không? Giờ Kai chứng thành rồi, giờ Kai chứng thành rồi. Bây giờ Kai chỉ muốn sống với cuộc sống mình yên với Sim đúng không? Đúng không? Gọn gì nữa. Trời ơi dễ thương quá à. Rồi bây giờ Kai Ủa? Thôi xong phong quay qua phong kêu phong không muốn điều đó. Đây để cây làm thêm cái cây nữa đó, nhìn nó ấm áp dễ sợ. Ơi các bạn ơi, chỉ cần sinh tồn trên đảo, chỉ cần nhà của tôi nhớ này đối với tôi là hạnh phúc lắm rồi mọi người, bởi vì nhìn rất là đơn giản hạnh tại phúc vì là không rồi. Có kim cương để xây to hơn nó đại đi mày đặt xạo xạo. Trời vậy vậy mày uống solo kim cương mình hả? Mày thấy mình trên đây mình cảm nhận được. Trời. Ok, vô solo đã. Tôi thấy hai người trẻ trâu quá à. Trời ơi, bớt trẻ trâu. Cai à. Quên. Mình trưởng thành rồi, Cai đừng có solo nữa. Rồi, bây giờ em không được. Trời ơi, không, tôi không muốn làm gì đâu. Tại mấy đứa trẻ trâu nó khích tôi, tôi mới tức quá. Tôi qua tính cho nó biết cái bài học mà. Trời đất ơi, bạn nói ai trẻ trâu, bạn em nói cái ra của tôi trẻ trâu hả? Hả? Trời ơi, tính ra cho xin cái bật đồng cho xin ơi. Cái đó bạn tự nói nha. Trời ơi, đó gì vậy sao? Cho xin cái bông được không? Nhà thiếu bông quá. À không sao, chị cứ xin đi, em ok hết. Ok. Liên ai? Nói chung nè, Sam ơi, trời ơi cho Sam một đống hoa rồi cái thứ luôn nè. Rồi Sam đi rồi. Ủa gì đây nó hoa. Ủa trời ơi nhiều hoa quá. Cảm ơn ca. Trời ơi đúng là hàng xóm tốt. Trời ơi quá trời tốt luôn. Trời đất ơi. Tốt luôn là coi chừng đó. Tôi thấy là Siro với mày với đâu anh đâu vậy đâu lâu anh thấy đó trời. Tôi thấy là đang về giờ xíu đang về. Tôi thấy là Siro với Ruby là muốn về. Em là người muốn về nãy giờ nè. Tôi thấy là Siro. Tôi thấy là Siro với Ruby đang bắn rap ở dưới đấy. Mọi người gì solo là coi chừng đó. Mọi người gì dữ hả? À đang về là xíu đang về. À đang về đúng không? Ok anh có thể đưa Ruby lên đây đâu, cho tới Ruby là sắp khóc tới nơi rồi, sắp khóc thiệt không? Anh sẽ đưa Ruby về đến nơi tới đúng chỗ. Dạ sơn. Trời ơi rất là sợ. Mọi người hiện tại là trời sắp tối rồi nè mọi người. Trời ơi tôi thui tôi lối luôn. Trời ơi con trời mưa bão chính là thời điểm. À có cái chuông nè. Băng. Ồ cái trời thiếu cái này nữa nè Sim, thiếu cái này nữa nè. Sim đang ngõ đầu cái hả? Đâu em đang gọi là trời ơi ấm áp quá à Kai ơi. Tiếng chưa wow, các bạn ơi cuộc sống xa ấy à Sam ơi trời rất mạnh, chị có muốn qua nhà em để gọi là sưởi ấm không? Không có lửa hả? Thích chưa? Thôi đây qua đây trời đó nhà em ấm áp thế này mà sao chị lại không qua được đúng không? Đó không qua làm gì Sam coi nè phóng đốt luôn quả tiên ti cho Sam. Đừng mong ơi bớt nha. Bớt ông bớt cảm lạnh. Ai sao chị muốn ăn rong biển mà em bơi xuống để em lấy rong biển chị ăn. Ôi trời ơi, trời nghe ăn rong biển. Sammy muốn ăn rong biển đúng không? Ông mua rong biển cho Sam luôn. Rong biển snack 5.000 gói. Tôi nhờ thực dân của tôi xuống đó lặn xuống biển mua Sam. Trời ơi. Biển bán snack luôn rồi, giờ tôi biết luôn á. Nó hiểu rồi. Vậy? Ủa chứ giờ Phong hỏi Sam nè. Phong hỏi Sam, hỏi Sim, hỏi Kai luôn nè, là ở bên dưới biển á, ông Long Dương ổng ăn cái gì?
Ông ăn biển hay gì đó. Không, ông ăn hải sản. Ủa là sao? Ủa gì vậy? Ông nói tới tào lao quá vậy? Trời ơi. Là có nghĩa là ổng gọi là vụ mà kiểu lính ở bên dưới đứa nào phạm tội ổng không chặt đầu hay là gì giống như trên đất liền đâu mà ổng bỏ vô nồi lẩu thái. Gì ghê dữ vậy. Đúng không? Đúng không? Hiện tại mình đang sưởi ấm cho sưởi ấm nè. Wow. Dạ đây à. Rồi rồi, đâu Ruby đâu? Trời em gái của tôi. Trời em có sao em? Rồi sửa ấm lên đây, sửa ấm em ơi, lên đây sửa ấm. Đây. Trời ơi, hát. Thấy gì? Thấy từ. Oh, thank you. Ủa, sao? Ui, bây giờ nhìn Ruby gọi là giàu có quá mọi người. Bây giờ có giáp vàng, giáp sắt các kiểu luôn mọi người. Giàu quá. Cho xem luôn. Thank you. Cảm ơn em nha. Khoảnh khắc cảm lạnh. Em xin lỗi mọi người. Em biết. Nhưng mình đã cố gắng cỡ nào thì mình cũng chỉ là quy mô một thôi. Em xin lỗi Sam. Em đã cố gắng bảo vệ được chị. Tại sao Sam? Tại sao lại làm như vậy hả? Bởi vì đối với em, chị là người chị duy nhất. Nếu mà em không bảo vệ chị thì nhất định chị cũng sẽ bỏ em đi mà thôi. Mày nói như vậy được. Rõ ràng chúng ta sắp thắng rồi. Bây giờ chỉ cần một chút xíu thôi. Tụi mình sẽ thắng mà. Cố lên Sam. Nhưng mà sự thật là sự thật sao mà chúng ta đã sai rồi. Luật pháp luôn luôn chiến thắng. Kẻ ác luôn sẽ là kẻ thua cuộc. Nhưng chị anh nhớ một điều, đó chính là em vẫn sẽ luôn bên cạnh chị và bảo vệ chị dù bất cứ giá nào. Thôi được rồi, tôi sẽ lên đồn cảnh sát khai hết sự thật. Ở đây là tòa án rồi bác. À tòa án rồi, à, được rồi. Tôi nhất định xin mời thẩm phán cho mức phạt của bị cáo vậy. Sim, tôi phán mèo Simmy có tội. Và hình phạt dành cho mèo Simmy là không được coi anime trong vòng 2 năm. Thôi. Này. Hả? Phong. Mấy người kia. Không cần. Tôi nói cho mấy người biết. Thật ra từ nãy giờ tất cả mọi người ở đây ai cũng đã bị lừa hết rồi. Hả? Lừa là sao? Ý ông là sao chứ? Bởi vì thật ra tôi chính là... Hả? Từ skin chưa lấy. Ok. Thôi không cần skin nữa. Thật ra tôi chính là... Trong lúc các người đang bàn luận về nhau, tranh cãi xem ai là người sai, thì tôi đã lấy trộm đi chiếc giường ngủ của Simmy và Kairon. Các bạn có thể kiểm tra trong nhà. Chiếc giường ngủ chính là thứ quan trọng nhất trong game này. Bởi vì không có chiếc giường ngủ thì các người sẽ không ngủ được và tựa game sẽ không thể nào hoàn thành. Bởi vì trời tối, lũ zombie sẽ xuất hiện và tấn công mọi người. Còn bây giờ thì... Ngươi đã lừa tất cả mọi người. Thật không thể ngờ được. Còn bây giờ thì này hơi béo tạm nha. Biệt. Hãy xem ta đây. Cái này ta không dùng bơm khói. Tạm biệt. Cái tôi kia. Hắn ta lại biết mất rồi sao ơi. Tức tật chứ thì tụi mình ngờ. Tụi nó bị lừa rồi. Ôi không. Thật ra tôi không phải là Kairon. Ủa? Rốt cuộc Kai là ai? Tôi chính là cửa áo đỏ. Tôi chỉ đến đây để tôi đi chơi rồi chứ tôi không có hiểu gì về luật hết. Còn bây giờ đi. Tạm biệt. Cái gì thì ra Kairon chính là khứa áo đỏ. Từ nãy đến giờ tôi chỉ giả vờ làm Kaito Kid và là giả vờ tranh cãi với mọi người để cho Kairon lột mặt nạ. Thật ra tôi chính là Conan chưa. Đã đến lúc tôi phải đi theo và bắt cái tên khứa áo đỏ này rồi. Đứng lại. Mày quên nhà đâu trời. Conan đây. Ủa sao con đánh mày? Mày cứu tôi chứ là cái quay bộ bình dương rồi chứ mà. Ủa rồi, rốt cuộc anh là ai vậy? Ờ Thực ra, để em nói cho mọi người biết
Hả? Em Ngôn chính là cha của em. Hả? Con gái. Con gái. Con gái. Con gái. Con gái. Con gái. Con như vầng thái dương. Ok các bạn ơi, cuối cùng tất cả các cặp đôi đã xây xong nhà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhà của cặp đôi nào sẽ đẹp nhất. Rồi xin mời cặp đôi nào muốn khoe trước nè. Em là Cúi á. Cặp đôi giàu có nhất trong Minecraft nè em ơi. Trời ơi, cặp đôi này cắt đường liên kết của tất cả các nhóm luôn á. Gì ác dữ vậy? Tao không cắt nha. Không cần lòng cắt nha, gì kỳ. Trời ơi, cặp đôi này xây luôn cái hầm bí mật kìa mọi người. Đâu đâu đâu, để tôi qua thử coi. Rồi mời Phong Cận giới thiệu cái hầm. Ủa sao sao Phong Cận bay vậy? Ủa sao Phong Cận vậy? Mình thực tế real life, ai trong bay vậy? Trời, ai trong bay vậy? Ủa thì hồi nãy xây xong rồi, bây giờ mình game mất một, mình đi review. Ok ok, không sao không sao. Thôi ok, rồi mời Phong Cận review đi. Rồi Phong Cận thì xin tự giới thiệu, tên chị là Xuyên My... em lộn. Xin tự giới thiệu, đây là tòa lâu đài bằng kim cương của tôi và Sam. Ở phía trên có một cái lá cờ có màu của tôi với Sam. Đó. Trời ơi, ghê dữ vậy. Rồi bên trong sao lại bên trong đó nè. Bên trong hả? Bên trong thì tất nhiên chỉ đơn giản là có cái giường ngủ của bọn tôi. Có cái... Rồi làm gì đâu? Làm gì anh? Ăn trộm anh hiểu. Ăn trộm á. Ở trong đây thì bọn tôi đơn giản là chỉ cần một cái giường ngủ với lại là một cái cầu thang để buổi chiều hai đứa lên đây ngắm hoàng hôn nhau thôi. Ồ, Thông ơi. Thông ơi, sao anh thấy ở dưới nước nó có cái gì lạ lắm? Dưới nước có gì lạ hả? Từ từ bình tĩnh, rồi tôi sẽ giới thiệu cho mọi người, cho mọi người. Đó. Ok ok, rồi rồi rồi, Phong cần giới thiệu đi Phong. Mời Phong, mời Phong. Ủa? Đang review thiệt luôn á. Ủa khoan, sao nhà Phong tỉnh nào? Có một cái ổ siêu bự vậy. Wow. Vậy cái ông sĩ gì vậy? Alo. Trời ơi. Ôi nhưng mà cái này chết rồi hả? Được. Sợ chết. Ủa cho xuống chuyện xin. Anh chơi lỗi gì anh, tưởng đâu em có dám. Ủa mà Phan, ủa Phan, Phan cần mạng đó rồi. Bằng đâu rồi? Đâu để mình xíu để mình bật cái hệ thống lên thôi. Mấy bạn rơi xuống dưới, mấy bạn sẽ bị chết. Đây thì xin giới thiệu với Simmy. Nhà của tôi nhìn nó có vẻ nhỏ bé, hơi nhỏ hơn nhà của mọi người. Nhưng mà nó được làm bằng kim cương thì nó cũng... cái nhà này nhỏ hơn thì hơn mọi người rồi. Nhưng mà mọi người xem đây. Cái giường của tôi thật ra nó có một cái hầm bí mật ở bên dưới. Đó. Để xuống thử coi, xuống thử coi. Xuống gì vậy? Xuống không? Ủa sao dưới thấy cá không vậy? Ủa? Thì bên dưới hầm bí mật này á là tôi xây dựng một cái hầm bí mật bằng kim cương. Và trong đó tôi nuôi rất là nhiều cá heo bên dưới. Ủa ba cái chỗ thở đâu vậy? Ủa sao tôi thui vậy? Ủa bình thường mà có gì đâu. Bạn lặn xuống dưới làm gì để bạn chết ngay? Mình xuống đây mình xuống đây, bây giờ mình sống dưới đây thôi. Tại em là cá heo em đâu cần lên. Tôi có cảm giác xuống như nghe đáng sợ quá mọi người, nên tôi không dám xuống. Nè Simmy nhìn nè, con cá heo này tên là Palakamalasa. Con cá heo bên này thì tên là Makamalasa. Con cá heo bên kia thì tên là Bokomalakhe. Con cá heo bên kia là Malakha. Kim cương này, kim cương này, kim cương này. Trời ơi. Kim cương của Phan. Tôi không có thể xuống dưới kia bơi được mọi người, tôi sợ quá. Đấy, thì nói chung là tổng thể là căn nhà của Phong làm bằng kim cương. Và một đặc điểm nữa là có một cái hầm toàn cá mọi người. Đấy, thì các bạn thấy gọi là cái căn nhà của Phong Cận với Sam. Bao nhiêu điểm mà quên làm cái hầm đó nha. Tôi nuôi cá heo. Đây, tôi sao? Tôi yêu quý cá heo lắm, bởi vì cá heo làm thịt ăn ngon. Ủa là tới cái đoạn yêu thương dữ chưa? Ủa là tới cái đoạn yêu thương là yêu thương chưa? Phong Cận thì tôi thấy nó ngon thì tôi mới yêu thương đó chứ. Rồi quỷ thật ơi. Rồi bây giờ xin mời cặp đôi tiếp theo. Xin mời cặp đôi tiếp theo. Rồi xin mời gọi là rồi ok, xin mời hai. Cái gì mà thấy như là gì ta kỹ bằng hàng. Trời ơi, Nhật Bản dữ vậy. Rồi xin mời anh Roi giới thiệu. Rồi Roi giới thiệu đi. Nhà của tôi thì nó nhỏ nhỏ đơn sơ để vô để ở với ngủ thôi chứ không có quy mô mọi người. Đúng rồi. Tại nghèo mà. Rồi nghèo mà. Đâu vào như không? Tại vì á mấy người vô mấy người xuống địa ngục làm gì, mấy người không chịu lên đây mấy người farm mà mấy người trời nghèo. Trời đất ơi. Ôi các bạn ơi. Cái này người ta gọi là nghèo bằng thực lực. Trời ơi ông ác. Giờ thôi nhà nhà người ta đẹp gì mà sao bảo nghèo. Trời ơi. Đúng rồi, đẹp mà đẹp người chết luôn á. Mày nhìn kỹ đi, nghèo không? Dữ quá. Đấy, thì đó là luôn, chị nhớ là mấy kim cương này của nhà chị xong đem qua khè ai vậy? Em lụm á. Đấy thì các bạn thấy gọi là ngôi nhà phong cách siêu Nhật Bản của Roro bao nhiêu điểm thì các bạn cũng đừng có chấm điểm với dưới nha, hoặc là các bạn có thể chấm từ top lũng cái cửa sổ nhà này. Các
mà đừng quên chấm theo thứ tự nha. Ví dụ các bạn thấy gọi là nhà, gọi là ai đẹp nhất thì chấm thứ tự từ 1, 2, 3, 4. Đó, ok. Rồi, và ngôi nhà cuối cùng. Tan 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 tan. Xin giới thiệu người nông trại hạnh phúc của Sim Kai. Đó. Nói chung là gì ta, một túp liều chanh, hai trái tim vàng. Đó, giới thiệu mọi người. Đừng gì có bi, đừng gì có bi. Đừng quá em ơi, tặng em nè. Tại sao các bạn lại bạn lại xây cái hồ này, bạn nhốt mấy bạn cá con của mình ở đây? Trời ơi. Đi mấy ra ngoài đi mấy em. Trời ơi. Về biển đi mấy em. Về biển đi. Trời đất ơi, người ta trang trí mộng mạo tôi nhốt không mọi người không má. Sim ơi, quà tăng gia nè Sim. Ờ chị. Trời ơi. Cảm ơn. Kim cương nhà chị xong tặng Sim chi vậy? Rồi. Trời ơi, kim cương ở đâu không quan trọng, có đồ tặng là được rồi. Đúng rồi. Và đây bên này thì mọi người, bên này là gì ta? Một cái ta giới thiệu cái này đâu, bởi vì cái chỗ này Sim không có xài, Sim không biết. Đấy. Ủa bên nhà Sim nuôi mấy con bé gì lạ vậy? Ủa cái gì vậy? Mẹ không cần ông bớt kêu bạn ông lên đây phá nhà tôi đi nha. Trời ơi, nó phá kinh khủng. Thôi giỡn xíu mà, thôi về đi mấy đứa, về đi đó, thấy không? Nó tàn hình hết rồi, thấy không? Đó, tàn hình hết trơn, thấy không? Khu này là khu nhà kho, khu này nhà kho, nhà kho. Bự vậy. Dễ thương mọi người, đây là nhà kho của cây đo nó dây. Ủa sao nhà kho nó bự thiệt á mọi người. Ủa cây xe nhà kho chứ. Trời ơi, cái này là cái tháp cái này là cái gì, nó gọi là gì, cái gì cây ơi, cái đường vô tháp này nó lạ quá vậy. Đường này cho không cần đúng không? Đúng rồi. Cái tháp này á, ở ngoài biển á, người ta gọi cái tháp này là tháp hải Tháp hải sản. Gì F-Fan luôn vậy? Thôi cho mình đi, anh muốn cái tháp em nó sang F-Fan cũng được. Em cũng trân trọng. Nói chung là ai á mà muốn kiểu là đẹp đẹp nhìn lên đây ngắm là chiêu chiêu đó. À là chưa chưa. Tôi khỏe. Em bị phong. Em bị phong cẩn đẩy xuống. Nè nè nè, đừng đợi thừa nha, tôi lên đàng hoàng nha. Ông là trai đẩy mình xuống. Nè 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 nè, tại sao cái gì ác độc nhất bạn đều nói mình vậy bạn? Bạn đừng có để thừa một cách lương lẹo như thế. Bởi vì bạn độc ác thật mà. Mình không đẩy bạn lên, mình không đẩy bạn xuống nha. Hình như tôi thấy cay hay rô quá Sim chứ phải phong cay hả? Không rô á, rô thầy. Rô hả? Anh đang dập lửa mà, cái này là tôi không biết là ai luôn mọi người chịu. Đó thì nói chung đây là ngôi nhà của Sim Kai mọi người đấy, thì không biết là ai mà nói phong. Vậy đó trời. Phong sao để gọi là cái gì đầu cái chứ, là Sim nghĩ phong đầu tiên. Đấy, ok các bạn, đây là nhà của gọi là ôi da, ông bị điên à. Không á, đừng nữa, đừng có khùng nữa. Bớt đây. Thì đây chính là nhà của Sim Kai. Thì các bạn thấy bao nhiêu điểm, các bạn đừng quên chấm điểm bên dưới. Còn đây là nhà của Roro, cặp Roro. Và nhà cuối cùng là nhà của Phong Sam. Đó, các bạn thấy ngôi nhà đẹp nhất, mình quên chấm điểm bên dưới. Và tập hợp. Yeah, ok các bạn, cái chắc là video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng có đứng bên dưới biết nha. Còn bây giờ bye mọi người, và chất lượng này được tốt đẹp, và các bạn đừng quên chấm điểm video cho các cặp đôi nữa nha. Còn bây giờ bye bye. Bye.